Ngày 13 tháng 8, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ ông M, 52 tuổi, ngụ xã Trung Lập Thượng, bị con trâu nặng khoảng 200 kg hút tử vong ở cánh đồng tại xã Phú Mỹ Hưng. Do con trâu này quá hung dữ nên lực lượng đã dùng súng bắn hạ. Qua điều tra ban đầu, ngày 12 tháng 8, ông M cột con trâu ở đồng ruộng để trâu ăn cỏ. Tối cùng ngày, ông ra kiểm tra thì xảy ra vụ việc. Gia đình nhận định đây là tai nạn không mong muốn nên đã làm đơn để nhận thi thể nạn nhân về nhà lo đám tang và cam kết không khiếu nại khiếu kiện về sau. Đồng thời cũng đem trâu để bán lấy tiền lo chi phí đám tang. Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ Hưng đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.